Bạn có tin rằng có những loài động vật đã tuyệt chủng, sau đó được tìm thấy còn sống không? Sự rộng lớn của đại dương chứa đựng những bí ẩn chưa được kể, và độ sâu chưa được khám phá của nó ẩn chứa những điều kỳ diệu không thể tưởng tượng được. Câu chuyện bắt đầu với Protulophila, một loài hydroid ăn thịt nhỏ sống trong các ống vôi của giun quạt Sapulid. Được cho là biến mất 4 triệu năm trước, sinh vật mỏng manh này từng được cho là đã lang thang khắp các vùng biển kể từ kỳ Jura. Nhưng vào năm 2008, một khám phá mang tính đột phá được thực hiện. Các mỏ hàng hải ở châu Âu và Trung Đông chứa đựng những bí mật ẩn giấu. Protulophila được tìm thấy còn sống trên mẫu giun ống, là một sinh vật có kích thước không lớn hơn 0,1 mm. Trình tự gen của những sinh vật này tiết lộ những hiểu biết đáng kinh ngạc về nguồn gốc xa xưa của chúng. Nhưng đó không phải là tất cả. Hãy lao sâu hơn nữa vào vực thẳm, nơi một loài sinh vật khác còn đang ẩn náu. Monoplacophoran, chỉ được biết đến từ các hóa thạch Paleozoic, đã tái xuất hiện một cách đáng kinh ngạc. Được cho là biến mất hàng triệu năm trước, các loài Monoplacophoran còn sống được phát hiện ngoài khơi Costa Rica vào năm 1952. Với hơn 20 loài bổ sung được xác định, những sinh vật hấp dẫn này thách thức sự hiểu biết của chúng ta về quá trình tiến hóa dưới biển sâu. Từ độ sâu 11.700 feet, Monoplacophoran tiếp tục gây tò mò cho các nhà khoa học, gợi ý về hành trình bí ẩn của chúng từ vùng nước nông đến độ sâu của đại dương. Trong số những kỳ quan nổi lên này, một cư dân kỳ lạ ở vực sâu nổi lên. Cá mập yêu tinh, với vẻ ngoài ác mộng, hóa thạch sống này có nguồn gốc từ đầu kỳ phấn trắng, 125 triệu năm trước. Những chiếc răng dài, nhọn và móm cong khiến nó trở thành một bí ẩn thực sự của quá trình tiến hóa. Hiếm khi được nhìn thấy ở gần bề mặt, sự tồn tại liên tục của cá mập yêu tinh mang đến cái nhìn thoáng qua về những bí mật sâu thẳm, nơi chúng đã phát triển cùng với những sinh vật cổ xưa trong nhiều thời đại. Tiến về phía trước, chúng ta chạm trán với Neptune Cup, một miếng bọt biển bí ẩn có lịch sử kéo dài hàng thế kỷ. Từng xuất hiện nhiều ở vùng biển Singapore, miếng bọt biển Neptune Cup đã biến mất, chỉ để lại những ghi chép lịch sử. Nhưng vào năm 2011, các nhà sinh vật biển tình cờ phát hiện ra sự tái xuất hiện của loài bọt biển này, làm dấy lên sự phấn khích và tò mò. Sự trở lại của nó sau nhiều năm được cho là tuyệt chủng đã khơi dậy sự quan tâm đến di tích sống của quá khứ này. Cuối cùng, chúng ta đi sâu vào câu chuyện phi thường về cá vây tay, một loài bất chấp sự tuyệt chủng hàng loạt từng quét sạch loài khủng long. Những loài cá đáng chú ý này, được cho là biến mất cách đây 65 triệu năm, không chỉ sống sót mà còn phát triển mạnh ở vùng núi lửa dưới đại dương sâu thẳm. Từng phổ biến ở nhiều môi trường khác nhau, ngày nay chỉ còn lại hai loài. Câu chuyện về cá vây tay là minh chứng cho khả năng thích nghi và sinh tồn trước mọi khó khăn. Sự tái xuất hiện của những loài sinh vật này, chúng thách thức sự hiểu biết của chúng ta về sự tuyệt chủng, sự tiến hóa và độ sâu chưa được khám phá của đại dương.